Xin chào anh em quay trở lại với tiểu bất điểm review. Hôm nay cùng mình tiếp tục phần 7 Kamen Rider Ryuki nhé. Asakuza đang đi tản bộ thì bị quái vật của hắn lao ra tấn công. Bọn chúng đang rất đói và bắt tên này đi săn tìm thức ăn cho chúng. Giờ đây ở công ty đã có thêm sự góp mặt của thánh bốc phép Megumi làm cho cả văn phòng thêm phần sôi động hơn. Một chiếc du thuyền đang đi trên đại dương. Cảnh sát biển phát hiện ra du thuyền đang đi trên quỹ đạo nên đã nhanh chóng tiếp cận. Con tàu như là một con tàu ma không một bóng người khi cảnh sát biển lên trên tàu thì toát ra cảnh tượng u ám đến ghê rợn. May mắn sao vẫn còn một cô bé sống sót và được cảnh sát đem trở về đất liền. Vụ việc đã nhanh chóng lan rộng vì vậy ông giám đốc giao nhiệm vụ điều tra con tàu ma này cho Shinji. Shinji đi nghe ngóng thông tin thì biết rằng cô bé sống sót duy nhất kể rằng trên tàu có quái vật đã tấn công những người trên tàu nhưng không ai tin điều này và cho rằng cô bé sợ quá hóa rổ. Shinji biết chắc rằng trên tàu này có quái vật gương lộng hành. Ngay đêm đó con tàu lại được khởi hành và cô bé kia cũng có mặt trên tàu và được rất nhiều thanh tra có mặt để bảo vệ. Shinji và Zen cũng đã lẻn lên tàu để tìm và tiêu diệt quái vật. Cô bé nói với vị thanh tra rằng cô lên chuyến tàu này để tìm gặp một người nào đó. Shinji và Zen đang điều tra trên bong tàu thì nghe tiếng la thất thanh từ phòng điều khiển. Khi họ chạy tới nơi thì tất cả nhân viên đã không cánh mà bay. Hai nhân viên an ninh trông thấy Asakuza nên cũng đuổi theo nhưng bọn họ đã bị quái vật tấn công bất ngờ. Hiện tại cả con tàu đang vô cùng hoảng loạn. Các nhân viên đang hướng dẫn mọi người di tản đến phòng an toàn. Cô bé nhân lúc hoảng loạn đã chạy đi tìm người nào đó và người cô bé muốn tìm lại chính là Asakusa. Shinji và Ren cũng tìm đến đây và cô bé đã nói ra chính Asakusa là người đã cứu cô bé trong cuộc đổ sát của quái vật trên chuyến tàu trước. Ba con quái vật xuất hiện nên cả ba Henshin Rider vào trong tiêu diệt chúng. Mỗi người đánh nhau với một con, ba con quái vật đã ăn rất nhiều người nên xem ra chúng khá mạnh. Kai định dùng bài tấn công thì o ra đến ngăn lại vì hắn muốn một mình xơi cả ba con thấy có sơ hở nên một con quái đã bắn cung tên về phía họ khiến âu ra bị một mũi tên găm vào bụng hắn ta lôi mũi tên ra và tức tối lao đến tấn công bằng đòn tất sát nhưng bị ba con quái vật xoay vòng tròn phản lại đòn đó Yuki và Clyde định giúp sức nhưng ba tên quái đã nhảy xuống biển chạy thoát mất. Sau khi ra khỏi thế giới Asakuza đã nhảy xuống biển để bơi vào bờ. Phải nói là Asakuza mà đi thi Olympic chắc phải ăn hết huy chương vàng môn bơi lội mất. Lũ quái vật với cái bụng đói cuồn cào vẫn thúc giục hắn kiếm thức ăn không thì chúng sẽ rơi tài hắn. Tin tức Asakuza xuất hiện trên tàu đã có trên các mặt báo. Bọn họ tin rằng chính Asakuza là người đã tấn công những người trên tàu. Nhưng người biết sự thật chỉ có Gen và Shinji. Asakuza ở trên tàu với mục đích là đi săn quái vật cho bọn thú cưng đang đói của anh ta. Asakuza nhắm đến nơi này vì nơi đây có rất nhiều quái vật nên mới thỏa mãn bụng đói của ba con quái vật của mình. Shinji đến bệnh viện thăm cô bé nhưng cô bé chỉ quan tâm đến Asakuza không thèm để ý những người xung quanh. Ký ức kinh hoàng của cô bé khi đang ở trên tàu lặp lại. Những người bị quái vật tấn công ngày hôm đó đã la hét thảm thiết khiến cô bé chỉ biết ngồi một chỗ run bần bật cho tới khi Asakuza xuất hiện. Shinji bỗng dưng cảm nhận thấy quái vật nhưng khi chạy đến chỗ cô bé thì chúng đã biến mất và Shinji đã hiểu rằng lũ quái này đang bám theo cô. Asakuza ở phía xa theo dõi cô bé. Zenko đến tìm một vị giáo sư để điều tra về dâu nhưng cô không biết rằng tên dâu cũng đang theo dõi cô. Zenko tra hỏi ông giáo sư về các thí nghiệm của dâu nhưng bỗng dưng ông giáo sư biến mất tăm hơi không dấu vết lấp ló sau tấm gương là một con quái vật và rất có thể si dâu đã cử nó đến tấn công ông ta lũ quái vật của asakuza đã không thể chịu đựng được nữa và nhảy ra tấn công asakuza nhưng cô bé đã đỡ cho anh một đòn trước khi bất tỉnh cô bé còn tặng cho asakuza vài bông họa cước lợn cô vừa nhặt được lũ quái vật kia lại xuất hiện nên gen và asakuza biến thân lùa theo còn shinji đưa cô bé vào trong để cấp cứu âu và knai liên thủ tấn công ba con quái vật đang đấm nhau thì Zoda từ đâu đến bắn bồi vài viên cho thêm kịch tính Ba người dùng đòn final dù cho ba con quái vật lại dùng chiêu xoay vòng nhưng sức sát thương của bọn họ lớn hơn nên đã tiêu diệt hết quái vật. Cuối cùng ba con quái vật của Asakuza đã được ăn no bụng nên hắn đã giữ được cái mạng của mình. Chú bé đần Shinji vừa thoát ra ngoài thì bất ngờ gặp Megumi đang đi làm nhiệm vụ nhìn thấy anh đang đi từ gương ra khiến anh vô cùng lúng túng. Shinji không biết trả lời các câu hỏi của Megumi như thế nào. Cuối cùng anh phải xuống nước cầu xin Megumi đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết. Megumi cũng đồng ý nhưng chắc chắn sẽ có điều kiện cho Shinji. Zenko thất thần trở về công ty sau khi chứng kiến sự biến mất của ông giáo sư. Một tên trộm đang đi trộm kết sắt. Hắn ta đang rất sung sướng suy nghĩ xem phải làm gì với đống tiền này. Một con quái vật xuất hiện. Nó nhảy ra giật điện tên trộm và lôi hắn đi. Ngày hôm sau cảnh sát và nhà báo đã có mặt ở căn nhà để điều tra vụ trộm này. Shinji và Megumi cũng có mặt nhưng thay vì quay phim vụ trộm thì Megumi chỉ quay hình Shinji nhằm phơi bày mọi chuyện về anh. Shinji cảm nhận thấy quái vật đang chạy đi kiếm nó thì bà Megumi cũng chạy theo khiến anh không thể hen xin được. Khó khăn lắm Shinji mới cắt đuôi được cô nàng để biến thân vào trong, vừa thấy con quái vật hắn đã chuồn đi mất. Megumi đến văn phòng và cô ấy đem theo một vật dụng làm ảo thuật để biểu diễn cho mọi người xem. Cô nàng biểu diễn ảo thuật khiến ai cũng kinh ngạc và trầm trồ. Tưởng rằng điều này thật vô tri nhưng nó đã nảy ra ý tưởng điều tra cho Zenko. Ichi đang ngồi làm việc thì Shizou xuất hiện trước anh. Hắn ta dọa nạt Suichi vì anh không chiến đấu và hắn cân nhắc cho anh hiểu một rider mà không chiến đấu thì chỉ có xác định bay màu mà thôi. Shinji đang đi trên đường thì xe hết xăng nên anh phải dắt bộ. Quái vật xuất hiện nên Shinji biến thân lái xe húc về phía nó. Con quái vật này có chiêu phóng điện hắn ta dùng cái càng trên tay chạm vào thanh kiếm của Yuki khiến anh bị điện giật như lên cơn động kinh. Hắn đánh văng Yuki ra lại tiếp tục chạy đến giật điện anh tiếp. Tên quái vật dẫm lên Yuki nhưng Yuki đã kịp triệu hồi chú rồng đánh hắn ra xa thấy thời cơ đến Yuki dùng đòn final kích để tiêu diệt luôn con quái vật. Gen nhận được tin giữ ở bệnh viện, người yêu của Gen sức khỏe liên tục giảm mạnh và cô chỉ còn có thể sống được thêm vài ngày nữa. Yui cũng đang dần tan biến ở thế giới thực còn Sui Ichi lúc này sức khỏe cũng không ổn định. Có thể thấy trận chiến của các rider đang được si dâu đẩy lên cao trào hơn. Cuối tập ta thấy được một rider cùng một bộ bài mới đã xuất hiện. Asakura đột nhập vào nhà của Sui Ichi khi họ đang đi vắng. Hắn ta còn đập vài quả trứng sống vào cốc rồi nốc tất cả vào trong miệng trông rất là ngon lành nữa chứ. Shinji cảm nhận thấy dâu xuất hiện nên anh đuổi theo. dâu ném cho Shinji tấm thẻ bài Survive giống như tấm của lai Hắn nói rằng trận chiến lớn hơn sẽ sớm xuất hiện nên lúc đó anh cần phải sử dụng tới sức mạnh này. Shinji chưa hiểu gì thì dâu lại biến mất. Bà của Yui lại biến đi chơi mất để lại một núi cốc chén chưa rửa cho Shinji và Gen. Nhưng thấy nhiều quá nên Gen không muốn làm lại ném cho Shinji. Shinji thấy rất vô lý nên cả hai đã cãi nhau rất to còn suýt tẩn nhau may nhờ có Iui can ngăn họ lại. Zenko đi điều tra về Shizou nhưng như những người khác khi nghe đến tên Shizou đều tỏ ra vô cùng sợ hãi và né tránh. Asakuza đang ăn hết đồ ăn nhà của Suichi thì có một cuộc gọi đến tiết lộ địa điểm tiếp theo của chàng luật sư đi làm nên hắn đã nở một nụ cười nham hiểm. Zenko đến tận phòng thí nghiệm để tìm hiểu. Vừa vào trong bất ngờ cô gặp một tên tiến sĩ trông rất kỳ dị đang làm thí nghiệm trong này cô định sờ vào tấm gương thì bị ông ta ngăn lại với bộ mặt tức giận làm cho cô sợ ẻ. Vì cuộc cãi nhau ban nãy nên bà Yui quyết định đuổi cả ba ra khỏi nhà khi nào làm hòa mới được vác mặt về. Nhìn Zen dũng cảm thế thôi nhưng khi thấy một chú cún Shiba anh đã nhảy cả lên lan can vì sợ. Bọn họ lại dẫn nhau đến công viên để chơi rất vui vẻ. Ichi và Gozo đang phóng xe trên đường thì tên ra xuất hiện giữa đường. Gozo thấy hắn nên anh tiếp tục đạp phanh định cho hắn ngắm gà khỏa thân luôn nhưng khi chiếc xe gần lao tới thì Suiichi đã kịp thời đánh lái sang bên khác. Suiichi cuối cùng vẫn phải nhận kèo bem nhau với tên rắn chúa này. Gen và Shinji đang nhìn Yui chơi vui vẻ thì bất ngờ Gen thay đổi thái độ và muốn Shinji biến thân chiến đấu với mình. Trận chiến của Zoda và Oza đang rất ác liệt. Oza liên tục phải né tránh đòn đạn của Zoda. Đang định tiếp cận thì lại bí bắn ra xa nên Oza đã triệu hồi con mãng xà phun nọc độc khiến Oza mất cảnh giác. Zoda cũng triệu hồi chú châu ra ứng chiến anh trang bị hai khẩu pháo siêu to khổng lồ nã về phía Âu ra. Yuki và Clay trang bị kiếm để chiến đấu với nhau, bọn họ liền lao vào chém nhau dữ dội. Clay dùng tấm thẻ bài survive muốn kết thúc nhanh trận chiến nhưng Clay cũng không ngờ rằng Yuki cũng đang giấu bài. Khắp nơi chìm vào những ngọn lửa cháy rực. Yuki được trang bị một khẩu súng đầu rồng, anh trang bị tấm thẻ survive vào cây súng và nâng cấp lên một bộ giáp mới rất ngầu. Mặc dù mới được trang bị giáp mới nhưng với sức tấn công như chó điên của Clay thì Yuki vẫn bị Clay chém cho sờ mờ lờ. Yuki biến cây súng trở thành một thanh kiếm để đỡ đòn nhưng vẫn bị chém cho suýt rơi xuống bên dưới. Zoda nhắm không thể ăn lại được Âu ra nên anh đã dùng chú trâu của mình để cản chiêu thức của Âu ra rồi anh co vòi chạy mất. Suiichi ra khỏi thế giới gương để chạy trốn nhưng anh lại chạy vào đường cùng. Asakuza cũng đuổi đến nơi nên Suiichi phải sử dụng chiêu. Anh bạn à tôi có thể giảng hòa cho anh được không? Nhưng thật ra anh đã dụ ra vào đường cùng để gọi cảnh sát tới bắt hắn. Cảnh sát bao vây Asakuza và lấy đi bộ bài trong quần của hắn. Gai vẫn đang áp đảo Yuki. Gai trang bị thẻ bài biến chiếc khiên trên tay thành một cái nỏ bắn về phía Yuki khiến Yuki ngã lăn. Yuki cũng rút ra một tấm thẻ bài mới và nó mang năng lực giống tấm bài phân thân của Gai. Yuki phân thân thêm hai bản thể để né chiêu của Gai. Bắn mãi không trúng nên Gai cũng dùng bài phân thân để đánh lại Yuki. Trận chiến cực kỳ ác liệt. Một bên là người muốn cứu bạn gái của mình còn một bên là người muốn ngăn chặn trận chiến này lại nhưng cả hai vẫn còn tình nghĩa bạn bè lâu nay nên cũng rất khó khăn để có thể chiến đấu với nhau. Trận chiến kết thúc khi cả hai đã trọng thương và phải ra ngoài. Tên asakuza đã bị cảnh sát bắt đi nhưng trong hắn không có gì là sợ hãi. Iui đã kể cho Shinji lý do mà Gen đã buộc phải làm như vậy cuối cùng chỉ để cứu người con gái mình yêu. Shinji chạy đến phòng thí nghiệm của Shizou chỉ để tìm được hắn nói chuyện nhưng ở đây anh lại gặp vài người lạ mặt và tên giáo sư. Shinji bị bọn họ đuổi ra ngoài, vừa bị đuổi thì anh đã cảm nhận thấy quái vật liền đuổi theo hắn. Shizou lại đến tìm gặp Gen và nói rằng anh nên bình tĩnh vì vội vàng không phải ý hay. Gen không muốn nghe hắn nói nên muốn chiến đấu với Sizo. Sizo đồng ý và anh cũng đã hiện thân mình là Kamen Rider Odin. Yuki đuổi theo hai tên quái vào rừng và bị chúng tấn công bất ngờ. Yuki trang bị kiếm định tấn công thì bất ngờ một chiếc diều bay đến. Rider mới đã xuất hiện và anh ta là Kamen Rider Tiger. Klai tấn công Odin nhưng là boss cuối nên thực lực rất chênh lệch. Klai đánh hoài không chúng còn bị hắn phản đòn và sấp mặt. Anh đánh bài cuối cùng dùng đòn final lao đến tấn công Odin nhưng Odin đã trang bị kiếm và chém anh bay luôn dạng vai. Odin tiếp tục tấn công Clyde khiến anh không thể phản kháng. Tiger và Yuki đang chiến đấu với quái vật. Yuki cũng dùng bài survive để chiến đấu với quái vật. Tiger triệu hồi một con quái vật hổ tấn công quái vật. Tiger dùng bài tất sát dùng móng vuốt tiêu diệt quái vật. Yuki cũng triệu hồi chú rồng. Chú rồng cũng đã được nâng cấp thành dạng mới. Chú rồng bắn lửa tiêu diệt con quái vật còn lại luôn. Shinji ra khỏi thế giới gương và thấy ông tiến sĩ kia đang cầm bộ bài của Rider Tiger. Ông ta nói rằng cảm ơn cậu đã giúp đỡ tiêu diệt quái vật do si dâu gửi đến. Clyde bị Odin đánh ngã. Hắn đang định kết thúc anh thì bất ngờ Clyde xiên hắn một phát khiến Odin bay màu luôn. Clyde giành chiến thắng và cô người yêu cũng dần dần tỉnh lại. Phần 7 hôm nay tạm dừng tại đây. Nếu thấy hay thì cho mình một like. Và đừng quên bật chuông thông báo để đón xem phần 8 Kamen Rider Ryuki nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em.